Müller phá kỷ lục tồn tại gần nửa thế kỷ tại Bayern. Tiền đạo lão tướng Thomas Müller lập kỷ lục khoác áo Bayern trong trận thắng Freiburg 2-0 ở vòng 2 Bundesliga. Phút 59 trận đấu trên sân Allianz Arena tối ngày 1 tháng 9, Müller vào sân thay Michael Olis. Tiền đạo 34 tuổi đi vào lịch sử Bayern với tư cách cầu thủ thi đấu nhiều nhất, chơi 710 trận trên mọi đấu trường, phá kỷ lục 709 trận tồn tại từ năm 1979 của cựu thủ môn Sepp Maier. Müller đánh dấu kỷ lục mới bằng bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 78. Anh đón đường chuyền bổng của Serge Gnabry, tân bóng qua hậu vệ Freiburg, rồi vô lê vào góc cao. Đây là bàn thứ 150 tại Bundesliga và 245 trên mọi đấu trường của anh cho Bayern. Müller đi lên từ học viện của Bayern. Anh bắt đầu chơi cho đội 1 từ năm 2008, giành 32 danh hiệu cùng câu lạc bộ, trong đó có 2 Champions League, 2 cú ăn 3 và 12 Bundesliga. Năm 2014, Müller còn giành World Cup với tuyển Đức. Trước bàn của lão tướng người Đức, Bayern mở tỷ số nhờ công Harry Kane ở phút 38. Tiền đạo người Anh sút phạt đền thành công sau khi Christian Günther để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trận này, Kane được trao danh hiệu vua phá lưới mùa trước, khoảng thời gian anh ghi 36 bàn. Ngôi sao mang áo số 9 đánh dấu danh hiệu bằng bàn đầu tiên mùa này. Kane đã thực hiện thành công toàn bộ 17 quả phạt đền gần nhất, trong đó có 9 quả cho Bayern. Michael Olis và Jamal Musiala cũng gây sóng gió về phía khung thành Freiburg, nhưng không tận dụng được cơ hội. Trong khi đó, Lucas Höller sút hỏng quả phạt đền cuối trận của đội khách. Tuần trước, Bayern đã thắng Augsburg 3-2 trong trận ra quân Bundesliga. Sau 2 trận toàn thắng, đội bóng của huấn luyện viên Vincent Kompany cân bằng thành tích với Heidenheim và RB Leipzig. Họ hiện xếp thứ 2, sau Heidenheim, do kém chỉ số phụ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.